Mới nghỉ hè chưa được bao lâu, được mẹ đưa về quê chơi. Và đây là kiếp nạn thứ 82 của bà ngoại khi phải trông cháu. Alo. Không có đủ level nói chuyện với chị đâu ha. Vừa mới được nghỉ hè, mẹ quyết định đưa con trai về quê thăm ông bà để được trải nghiệm không khí trong lành và cuộc sống giản dị nơi thôn quê. Chuyến đi hứa hẹn mang lại những niềm vui cho con. Tuy nhiên lúc này kiếp nạn thứ 82 của bà cũng đã đến khi phải đối mặt với những tình huống dở khóc dở cười từ cậu cháu trai nghịch ngợm. Tại đây cậu bé nhanh chóng tìm thấy niềm vui trong việc khám phá mọi thứ xung quanh và chơi đùa cùng ông bà. Trong lúc tìm các món đồ chơi được mẹ mua cho, cậu bé tìm thấy chiếc mặt nạ khỉ và nghĩ ra trò chơi mới, liền mang chiếc mặt nạ đến đeo cho bà ngoại. Với tinh thần vui vẻ và yêu thương cháu, không ngần ngại, bà đã cùng cháu tham gia và cái cách chuyện gì đến cũng phải đến. Khi người bà quay mặt lại khiến ai xem xong cũng cười không nhặt được mồm. Hello baby, I miss you. Hình ảnh kiếp nạn thứ 82 của bà khi đến kỳ nghỉ hè khiến dân tình không khỏi bật cười khi chứng kiến cảnh bà quay mặt lại với chiếc mặt nạ mà cô cháu đã đeo lên. Không ấy cho nó đi học xuyên suốt luôn được không? Nghỉ hè 3 tháng đã là kiếp nạn của không biết bao nhiêu gia đình khi phải suốt ngày đi kiếm con đi chơi không chịu về, thậm chí là dùng các biện pháp bằng tay thuận, nhưng vẫn không ăn thua với các mầm non này. Cảnh búp măng non chơi đùa với bà khiến nhiều người cười không nhặt được mồm khi mặt bà chưa đủ nhăn hay sao mà cô cậu còn đeo thêm chiếc mặt nạ đó. Đúng là tam tai 3 tháng hè của các cụ mà. Cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.